đông qua, xuân đến, hạ về, thu sang. Mỗi năm chúng ta sẽ có 4 mùa, mỗi mùa sẽ có những màu sắc và những nét đẹp riêng. Nhưng không biết như thế nào mà riêng bản thân Nhật Trường đây thì lại có một chút tình cảm ưu ái đặc biệt dành riêng cho mùa thu. Có đôi lúc, Trường nghĩ là quý vị khán giả cũng sẽ giống Nhật Trường tự đặt cho mình câu hỏi rằng tại sao mùa thu lại buồn đến thế? Rõ ràng, mùa thu có những hàng cây đổ lá, có những làn gió mát lành, có những bầu trời trong xanh. Gợi nhắc cho chúng ta về những mối tình thời ngây dại, lúc đó là những tình cảm mới chớm nở, đầy những nồng nàn. Thế nhưng đâu đó, nó vẫn đọng lại trong lòng mỗi chúng ta một chút hoài niệm, một chút nhớ mong, một chút gian dở của những mối tình đầu, phải không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận sâu sắc hơn về những kỷ niệm đó. Anh mùa thu giấu em vào nỗi nhớ, có phải mùa thu muộn rồi anh đã lớn, quãng thời gian em khép cửa yêu thương. Hà Nội và em, tôi bâng quơ chiều xưa ấy, trong cơn mưa dòng sông không trở lại, bỏ mặc con thuyền lạc biển nỗi nhớ và em. Đó chính là lời bài hát của ca khúc Già Khúc Thu Hà Nội. Và ngồi ngay bên cạnh Nhật Trường đây, trong phim trường ngày hôm nay, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Văn, tác giả của ca khúc Già Khúc Thu Hà Nội. Dạ, xin chào anh Hoàng Văn ạ. Xin chào Nhật Trường và quý vị khán giả của chương trình Sắc Màu Âm Nhạc. Dạ, thưa anh thì hôm nay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Trường tin là anh cũng đang chuẩn bị rất nhiều những câu chuyện, những kỷ niệm để có thể chia sẻ trong chương trình Sắc Màu Âm Nhạc. Vì đâu mà anh đã có cảm hứng để sáng tác nên bài Già Khúc Thu Hà Nội thưa anh? Cách đây khoảng gần một năm. Yeah. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, yeah, thì nhạc sĩ Phú Quang, một người nhạc sĩ viết về Hà Nội và mùa thu rất là nổi tiếng mà gần như người Việt Nam nào cũng biết về ông, đã rời bỏ cõi tạm và rìa xa chúng ta mãi mãi trong một buổi chiều đông. Thì anh có viết một bài thơ Hà Nội và Phú Quang. Sau đó anh chia sẻ trên mạng xã hội, yeah, thì nhận được rất nhiều sự đồng cảm của bạn bè và những người yêu thích âm nhạc Phú Quang. Và nhiều người gợi ý anh nên phổ thơ bài này, phổ nhạc bài này. Và anh đã phổ nhạc bài thơ của anh, trở thành ca khúc Già Khúc Thu Hà Nội. Đó là sự ra đời của bài hát. Dạ, yeah. Và chắc là trong quá trình mà anh đưa cho ra đời được ca khúc Già Khúc Thu Hà Nội thì ngoài sự tiếc nuối dành cho nhạc sĩ Phú Quang cũng sẽ có nhiều những kỷ niệm mà anh sẽ nhớ mãi, phải không ạ? Đúng rồi em, nhưng mà có điều đặc biệt tại vì anh làm thơ thì rất là nhiều. Dạ. Viết nhạc cũng được vài mươi bài. Dạ. Nhưng mà thực ra đây là lần đầu tiên anh phổ nhạc một bài thơ của mình. À. Một bài thơ rất là đặc biệt, một cái sự trân trọng của anh đối với âm nhạc Phú Quang. Cho nên kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh đã ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ, một ly cà phê trong căn phòng của mình để thưởng thức và nghe nhạc Phú Quang. Để cảm nhận hết cái nồng nàn, cái yêu thương, cái tuyệt vời của âm nhạc của ông. Và bắt tay vào phổ nhạc bài thơ này. Nói về nhạc của nhạc sĩ Phú Quang thì chúng ta chắc hẳn là không phải nói quá nhiều nữa rồi, bởi vì mỗi người đều đã có rất nhiều những thông tin, rất nhiều những bài hát yêu thích về nhạc của ông. Và mỗi bài hát đó dường như đã chạm vào trái tim của rất nhiều khán giả yêu âm nhạc. Còn riêng anh, khi anh nghe những bài hát đó và viết nên một bài hát để tưởng nhớ về ông mang tên là Già Khúc Thu Hà Nội, thì anh có những điểm nào tâm đắc nhất trong bài hát này không? Thì đối với anh, âm nhạc
nó là ngôn ngữ của trái tim. Dạ. Thì thật ra đã là ngôn ngữ thì đối với những người mà viết nhạc như anh thì anh luôn luôn trân trọng từng ca từ, từng nốt nhạc, kể cả từng cái cảm xúc trong trong ca từ đó. Thì nhưng mà anh viết nhạc thì cái đoạn mà anh đầu tư nhiều nhất, yeah, đó là đoạn kết trong bài hát này, là cái đoạn Buddha, và đặc biệt là hai câu cuối đó là em ơi Hà Nội ngày trở về vội vã, người xa rồi dạ khúc mãi còn đây. Và đây cũng là ý để anh lấy, anh làm cái tiêu đề bài hát là dạ khúc thu Hà Nội. Và anh nghĩ gì khi anh chắp bút viết ra những nốt nhạc đó mà nó lại khiến cho anh vất vả nhất à? Cái dạ khúc thu Hà Nội là sự tiếc nối cho một sự ra đi của một người nghệ sĩ tài hoa, cũng là cái nỗi lòng của anh dành cho Hà Nội, dành cho mùa thu Hà Nội. Dạ, rất nhiều cái tình cảm chất chứa. Và Trường thấy trong bài hát này, ngoài hai câu mà anh vừa mới đọc ra, trong đó là có em ơi Hà Nội ngày trở về nè, có dạ khúc nè, rồi còn có cả là em ơi Hà Nội phố, còn có cả là Diều phủ Tây Hồ. Đây đều là tên của những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang. Bài hát này thì không chỉ những cái tên ca khúc đó, mà nó bao gồm cả 29 tên bài hát, yeah, gọi là nổi tiếng nhất của ông. Thì thật ra nó xuất phát từ bài thơ anh viết để mà tưởng niệm Phú Quang. Và ca khúc nó giống như là một tình ca, nhưng mà đặc biệt tình ca này nó mượn chất liệu từ âm nhạc Phú Quang, yeah, và các ca từ của ông. Anh cố gắng nhất hết sức có thể để mà tinh tế từ cái lời nhạc cho đến giai điệu của từng bài hát có cái tiêu đề đó, để biến thành lời của ca khúc mình. Và để ý thì mới thấy được cái thủ thuật ghép chữ như thế này. Tại vì cái đó là một cái điều làm sao cho nó tự nhiên nhất, làm sao cho nó nồng nàn và nó tình cảm nhất, thì thật sự đó là một cái khó khăn. Nhưng mà rất may là bài hát cũng được nhiều người nghe và cảm nhận đó là một bài hát hay. Dạ, rất là đầy sáng tác này của anh. Bởi vì việc mà một nhạc sĩ cho ra đời một giai điệu mới của riêng mình thì nó là cái sự sáng tạo của nghệ sĩ rồi. Bởi vì trong bài hát này khán giả vừa được thưởng thức giai điệu âm nhạc theo cá tính của anh Hoàng Văn, vừa tìm thấy trong đó rất nhiều những tên, các ca khúc gợi nhớ những kỷ niệm về nhạc sĩ Phú Quang. Và nó sẽ tạo nên một sự sáng tạo riêng cho người nghe. Ở đó họ sẽ tự tìm tòi ra những nét riêng và những cá tính riêng, cũng như là những cách cảm nhận của riêng mình. Thì anh chia sẻ với Nhật Trường, với quý vị khán giả, thì thật ra đối với âm nhạc, mà đặc biệt những người nhạc sĩ lớn như Phú Quang, thì nó không chỉ gắn liền chúng ta ở cái mức độ cảm nhận một ca khúc hay, yeah, mà nó gắn liền với chúng ta rất nhiều kỷ niệm. Giống như thời của Nhật Trường hay là mình, yeah, thời sinh viên, thì mỗi ca khúc của Phú Quang, giống như Em ơi Hà Nội phố, Đâu bờ phải mùa thu, thì đều phải gắn liền với một những kỷ niệm nào đó, có thể là những mối tình. Thì chính vì đó khi mà viết trên cái nền tảng âm nhạc của ông, đưa những tiêu đề bài hát đó, thì thật ra là những cảm xúc thật của mình về tình yêu, về mùa thu. Và cho nên là nói là sự lấp ghép, nhưng thật ra nó là cảm xúc để mà nó pha trộn vào, yeah, về âm nhạc, để nó tạo nên một ca khúc hay. Đối với những người đi làm công tác sáng tạo cũng như là sáng tác âm nhạc, thật ra là khi mình gửi gắm cảm xúc vào một tác phẩm của mình coi đó là như một đứa con tinh thần. Giống như mình nghêu nghe, mình ôm đàn, mình hát cho bạn bè, cho người ta nghe, thì cái chuyện đó là chuyện rất là dễ dàng, yeah, nhưng để giới thiệu đến công chúng yêu nhạc thì phải có cái duyên. Cái duyên đầu tiên đó là từ cái câu của Phú Khí, tức là tìm một người nhạc sĩ hoặc là họ hiểu được cảm xúc của mình, đến cái câu mà tìm ra một ca sĩ, họ chuyển tải được cái cảm xúc đó đến với người nghe. Và đặc biệt giống như với ca khúc này á, khi anh nghe Nguyễn Thu á, ca sĩ trình bày á, nói rằng anh ơi, bài hát của mình có duyên,
là được đài giới thiệu trong chương trình Sắc Màu Âm Nhạc. Thì anh nghe tin đó anh hạnh phúc lắm, tại vì thật ra hạnh phúc của một người đi làm nghệ thuật thì mình may mắn một phần với có duyên để tác phẩm của mình đến gần với người nghe hơn, và được chia sẻ cái cảm xúc đó với nhiều người, đó là một điều hạnh phúc nhất. Dạ, và cũng rất là cảm ơn anh Hoàng Văn Thiên ngày hôm nay đã đến với Sắc Màu Âm Nhạc để chia sẻ câu chuyện của mình và hoàn cảnh ra đời ca khúc Dạ Khúc Thu Hà Nội. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc cho anh sẽ luôn nuôi dưỡng được sự sáng tạo trong nghệ thuật của mình, và sớm thôi sẽ cho ra đời nhiều ca khúc mới để gửi tặng đến quý khán giả yêu âm nhạc. Xin cảm ơn Nhật Trường và cảm ơn quý vị khán giả đã cùng chúng tôi chia sẻ các câu chuyện âm nhạc của Dạ Khúc Thu Hà Nội. Chương trình và quý vị khán giả luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Dạ, rất cảm ơn những lời chúc của anh. Và đáp lại thì chúng tôi cũng sẽ có một món quà. Món quà này cũng sẽ được gửi tặng đến quý vị khán giả phiên bản trọn vẹn của Dạ Khúc Thu Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Văn qua phần thể hiện của ca sĩ Viết Thu. Và đây cũng chính là món quà chào tạm biệt đến quý vị khán giả. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 14 giờ 10 phút ngày thứ Bảy tuần thứ Tư của mỗi tháng quý vị nhé, trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì Nhật Trường cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Văn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sẽ có một ngày anh về lại phố xưa, nằm nghe khúc mưa, mơ về nơi xa lắm. Em ơi Hà Nội phố giọt cà phê đắng, lá rơi nhiều đâu phải bơi mùa thu. Sẽ có một ngày êm đềm nỗi nhớ mùa đông, phố cũ của tôi im lặng đêm Hà Nội. Đã có một thời ta lang thang bước vội, chiều phụ Tây Hồ thương lắm tóc dài ơi. Hà Nội và em dịu dàng ơi, có phải mùa thu giấu em vào nỗi nhớ, có phải mùa thu muộn rồi anh đã lớn. Em khép cửa yêu thương, Hà Nội và em ơi tình ơi, kỷ niệm của tôi bâng quơ chiều xưa ấy, trong cơn mưa dòng sông không trở lại, bỏ mặc con thuyền lạc biển nỗi nhớ và em. Giấu em vào nỗi nhớ.
phải mùa thu, muộn rồi anh đã lớn. Quãng thời gian em khép cửa yêu thương Hà Nội và em. Chiều xưa ấy, trong cơn mưa dòng sông không trở lại, bỏ mặc con thuyền lạc biển nỗi nhớ và em. Nhớ đêm nào bên em cũng lắng khúc mùa thu với bao điều giản dị. Em ơi, Hà Nội ngày trở về vội vã, người xa rồi dạ khúc mãi còn đây.